Trong lúc bà mẹ không may bẻ gãy xương con gái, sau đó đem xác cô biến thành một búp bê nhạc. Hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim kinh dị tên Leave It. Lucy đang ngồi đợi ở một trạm xe buýt, xung quanh dính đầy thông báo tìm kiếm trẻ con mất tích. Hôm nay cô hẹn y tá Wilson đi chăm sóc cho một bệnh nhân. Một lúc sau, bà Wilson lái xe đến nơi đón cô. Trên xe, bà nhìn mắt của Lucy rồi nói: "Nghe nói ở bên trong người có hai màu mắt khác nhau chứa đựng hai linh hồn." Nhưng Lucy không để ý lắm, vì lúc này cô đang nghĩ đến chuyện buổi tối hẹn hò với bạn trai, nên lúc này chỉ muốn nhanh nhanh làm xong rồi về. Xe đi đến một biệt thự lớn. Wilson nói bệnh nhân này có chút khó tính, tính bảo Lucy chờ bà ở trên xe. Nhưng bộ phim kinh dị nào chẳng thế, nhân vật chính mà nghe lời ngồi yên một chỗ thì lấy đâu ra phim để xem. Tất nhiên là Lucy cũng muốn đi vào xem thử. Cô không nghe lời Wilson mà đi vào tòa biệt thự. Bên trong vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. Lucy bước vào trong phòng ngủ thì thấy có một bà lão đang nằm trên giường. Wilson thấy Lucy thì không hề trách cô, còn kể cho cô nghe một câu chuyện cũ. Bà Jersell chính là chủ nhân của căn biệt thự này. Trước kia từng là một giáo viên dạy múa rất nổi tiếng. Sau đó lại vì sự ra đi bất ngờ của con gái mà đổ bệnh nặng. Đến cả kho báu trước kia do bà giấu, bây giờ cũng chẳng ai biết ở đâu. Lucy còn phát hiện trên cổ bà lão có đeo một chiếc chìa khóa. Thứ được truyền vào người Jersell không phải thuốc mà là máu. Cô hỏi chuyện này là sao nhưng Wilson không để ý lắm. Đến tối, Lucy kể chuyện sáng nay cho bạn trai. Win vừa nghe có kho báu thì hai mắt sáng lên như đèn ô tô. Tưởng tượng đến cảnh trộm được số tiền kia rồi cả hai đưa nhau đi trốn. Nhưng Lucy cảm thấy tiền đó không tên lấy nên mắng người yêu một trận rồi tức giận bỏ về nhà. Về nhà thì thấy bố đang gọi điện thoại cho tình nhân. Lucy nghe bọn họ nói chuyện thì nhớ đến người mẹ vì cô tình nhân kia mà qua đời của mình. Cô không muốn ở cùng với mẹ kế nên quyết định cùng Win đi trộm kho báu. Sau đó cả hai nhanh chóng tìm một căn nhà nhỏ rồi chuyển vào sống. Tối hôm sau, Lucy cùng bạn trai và bạn của anh ta là Ben cùng nhau đến căn biệt thự kia. Vì cửa lớn bị khóa nên cả ba chỉ có thể đi vòng xuống đường hầm. Đi hết cầu thang xuống hầm thì đi vào được trong nhà. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì bà người đến được một căn phòng bị khóa. Lucy nghĩ đến chiếc chìa khóa trên cổ bà Jersell có thể mở được cánh này. Win giục cô đi lấy chìa khóa về đây, nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa này. Win và Ben tức giận phá cửa xông vào nhưng bên trong lại chẳng có gì. Khi chuẩn bị rời đi, bọn họ phát hiện ở góc nhà có bày một búp bê hình người. Lucy cho rằng đây là con gái của bà Jersell, cũng có thể là báu vật lớn nhất của bà. Vậy nên bọn họ thử cắm chìa khóa vào, bỗng dưng bức tượng quay tròn như hộp nhạc vậy. Âm thanh quỷ dị làm Win vô cùng sợ hãi, trong lúc hoảng loạn đã không may làm gãy cổ cô bé, đồng thời cũng có tiếng bước chân truyền đến. Cả cái biệt thự này chỉ có một bà lão nằm liệt trên giường, làm gì còn ai khác nữa. Cả ba sợ hãi lập tức chạy xuống hầm. Nhưng cửa vào đã bị đóng kín. Lucy chỉ có thể dẫn hai người rời đi từ cửa sổ phòng của bà Jersell. Nhưng ai ngờ không thấy bà Jersell đâu, cửa sổ cũng không mở được. Hơn nữa Ben vừa nãy còn đi cùng bây giờ cũng bỗng dưng biến mất. Win chỉ có thể tiếp tục đập phá cửa, còn Lucy thì tiếp tục quan sát phòng của bà lão. Bà lão, cô phát hiện trên bàn có một bức ảnh của hai mẹ con bà Jersell và con gái. Bà lão đột nhiên biến mất, lại thêm bức tượng cô gái ở dưới, toàn bộ cửa bị chặn. Những điều này kích thích vào sự hiếu kỳ của Lucy. Cô tiếp tục quay về căn phòng có bức tượng kia. Quả nhiên bà Jersell đang ở đây. Bà ta đặt tay mình lên tay của Lucy. Thông qua mắt của bà Jersell, cô nhìn thấy được quá khứ trước kia của căn biệt thự. Jersell và con gái Anna đều là quỷ hút máu. Jersell thì lạnh lùng và sống quy tắc, còn Anna thì thích ánh sáng và sự tự do. Nhưng cô cũng vì sinh tồn mà không thể không đi hút máu. Có một lần Anna hút máu xong liền chạy đi nhưng ngay sau đó đã bị mẹ tóm lại. Sau đó vì không chăm chỉ tập luyện, không đạt được theo yêu cầu của mẹ, vậy nên bị bà bẻ gãy lưng rồi làm thành một bức tượng. Đoạn hồi ức đến đây là kết thúc. Khi Lucy mở mắt ra đã không thấy bà lão đâu. Tiếng kêu thét của Win đột nhiên truyền tới. Lucy vội vàng chạy ra thì thấy Jersell đang bóp chặt đầu của Win. Ben thì khắp người là máu, ngã xuống bên cạnh. Lucy sợ hãi chạy quay về phòng của Anna. Nhưng Wilson lại đột nhiên xuất hiện, đẩy ngã Lucy. Lucy tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói nằm trên bàn phẫu thuật. Thì ra Wilson trước kia cũng là học sinh của Jersell rồi bị tẩy não, trở thành trợ thủ tùng thành của bà ta. Để lấy được máu cho Jersell dùng, Wilson đã giết rất nhiều cô gái. Nhưng cái bây giờ hai người này cần không phải máu mà là linh hồn của Lucy. Bọn muốn thông qua cách trao đổi linh hồn để hồi sinh Anna. Toàn bộ nghi thức rất thành công. Khi Lucy tỉnh lại thấy hai mắt biến thành cùng màu. Anna đã được hồi sinh. Nhưng cô vừa tỉnh lại đã lấy dao đâm người khác, thậm chí còn đưa theo Lucy. Hiện tại bên trong búp bê giết chết mẹ mình và Wilson. Cuối cùng hai người thoát ra bên ngoài rồi đến vách núi. Lucy cứ thế nhảy xuống dưới. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao Anna vừa hồi sinh đã giết mẹ mình. Tại sao Lucy lại tự sát? Nghi thức trao đổi linh hồn đã thực sự thành công chưa? Tất cả đều phải kể từ đôi mắt hai màu của Lucy. Thực ra bên trong Lucy tồn tại hai linh hồn. Một cái là bản thân cô, còn một cái là người mẹ đã qua đời của cô. Mẹ vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ cho Lucy.
Trong lúc trao đổi linh hồn, mẹ đã nhập vào thân thể của Anna. Đôi mắt của Lucy cũng vì thế mà trở nên bình thường. Có lẽ vì trong thân thể của Lucy vẫn còn linh hồn của cô, Anna không thể nhập vào, chỉ có thể ở lại trong cơ thể cũ của mình. Từ đó, trong cơ thể Anna có linh hồn của cô và mẹ của Lucy. Giết chết Giselle và Winston cũng là vì oán niệm cất giấu trong lòng của cô bấy lâu nay. Cuối cùng cô cũng có được giải thoát, có được tự do. Hai người mẹ trong phim đã dùng những cách khác nhau để đối xử với con gái mình. Mẹ của Anna là khống chế, còn mẹ Lucy là bảo vệ. Vì thế mà kết cục cũng khác nhau. Trong sự kiểm soát đó, Anna ngày càng trở nên cực đoan hơn. Còn Lucy thì nhớ có sự bảo vệ của mẹ mà sống tiếp. Bà kiên cường bình tĩnh bảo vệ cho con gái của mình. Từ đó có thể thấy, cũng là mẹ nhưng mỗi cách giáo dục khác nhau lại đưa con cái đi một con đường khác nhau. Video đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.